Rồi, hello anh em nha. Chúc anh em buổi chiều mát mẻ vui vẻ nha anh em. Tiếp tục. Nay em lại có đồ rim bán tiếp rồi anh em ơi. Này mới chia được, ông anh ông mới chia cho được mớ phụ tùng của cúp 100 rã xe đẹp anh em ơi. Cúp 100 rã xe đẹp. Cúp 100 nội địa Nhật đó nha anh em. Ông mới chia cho được mớ phụ tùng nha anh em. Anh em nào có nhu cầu ủng hộ em nha. Anh em xài cho rim lùng Thái ha. Cái món nào mà xài được cho rim Thái thì em nói, còn cái món nào xài đúng cho rim lùng Thái anh em về xài cho rim lùng nha. Đồ đẹp nha anh em. Vào chi tiết luôn, tránh mất thời gian của anh em. Nè, hai cái món này nè là anh em xài cho thằng rim Thái đời cao 99 2000 là lụm nha. Hai món này là giò đập máy cần số là siêu đẹp nha, xài cho rim Thái. Đời cao 99 2000 là ibon anh em, đồ theo xe nha, hai món này bán giá là 1,7 triệu. Giò đập máy với cần số á, với cần thắng á. Nước xi anh em nhìn nè. Trời ơi lạ trời, nước xi nó đẹp. Cây giò đập máy này đúng mã giống như rim Thái luôn nha anh em, nó xài chung. Hối tiền cái nước xi. Đẹp ốc cục nổi luôn. Nè, nước xi nó xài chung mã nè anh em. Mã 8T nè, nó xài chung với mã rim Thái nè. Mà cái form cây giò đập máy này chuẩn form của rim Thái luôn. Chứ không phải là em nói giống mã nhưng mà khác cái form nha, đúng mã, đúng form rim Thái luôn nha anh em. Cộng trên này cộng nhỏ ở dưới này nó dẹp dẹp nha, còn quay 110 với này mập lù à. Phe trên chưa xét luôn nè anh em. Cao su như mới, đầu tròn chưa biết miếng mòn là gì luôn. Bao đẹp, chơi thì anh em khỏi có nói rồi, tích tắc, có luôn ốc zin luôn nha anh em. Cơ anh em khỏi nói. Lỏng cơ em tặng anh em luôn. Đó, bao căng. Còn đây là cái cần thắng, có đủ thắng luôn anh em xài cho đêm Thái nước xi đó anh em nhìn nè. Má đẹp lắm. Đầu đêm Thái đồ đẹp em mới mua. Nước xi anh em nhìn nè. Theo xe mà nước xi nó đẹp như vậy nè. Chưa cấn luôn nha anh em. Ở dạ dưới nó chạy ít hiệu à, hà gai nè, như chưa đạp vậy đó. Cần thắng cúp 100 nội địa Nhật, theo xe, rã xe đẹp cho anh em, xài chung với rim Thái đời cao. Rim Thái đời 99 2000. Cái nào xài cho rim Thái em nói rim Thái, rim lùng em nói rim lùng. Rồi bộ này giá 1,7 triệu. Cực đẹp nha. Nói chung mà cái cần thắng này mà nằm trên con xe mà được cỡ này thì anh em biết rồi, đồ nó phải rất là đẹp nha anh em. Ừ, cái đũa thắng nó còn vàng ngính nè nha, cho anh em luôn đũa thắng luôn. Đó, đây nước xi nhìn tới một chuyện không, 1,7 triệu bao phê nha anh em, gai là như gai mít. Ở dưới anh em coi nè, nó cực kỳ ít trầy anh em, nó chỉ có nó trầy một xíu cái này theo xe, mà anh em theo xe bắt buộc phải chịu có trầy chút đỉnh phải có nha anh em, chứ còn anh em đòi như tồn người mua nổi không. Cần đét ra em bán combo giò đập máy với cần thắng này là 1,7 triệu. Giá này là em bán cực kỳ dễ thở rồi nha anh em. Cây giò đập máy này anh em mua tồn bữa nay là không có dưới 1,5 triệu đâu nha. Đó, mà cây này cũng như tồn mẹ nó rồi còn gì nữa. Đó, tiếp theo nữa à, đầu xi cho hết luôn đi. Cặp niền của cúp 100 đời. Rồi xin phép anh em mình được tiếp theo nha, tại có khách gọi nó tắt ngang video. Cặp niền này nè thì nó xài chung với rim Thái đời 99 nè. Niền này nước xi anh em nhìn nè. Bà cha nó mà nó bị lỗi cái niền sao uổng thiệt chứ, nước xi như cái kiếm vậy đó. Niền nó xài chung với niền rim Thái đời 99 nè anh em. Siam Goshi 17 x 1.2.4 LBS này, cái niền trước này nó xài nhiều dòng lắm. Cái niền trước này nè là nó xài chung với mã quay Thái 110 đời 99 tháng đùm, là chân vòi nó cách lên 134 chân câm nè, này chân vòi nè. Rồi mới tới cái chữ nè, thấy không? Niền trước này nó xài chung với quay 110 Thái tháng đùm đời 99 nè. Nó xài chung với rim Thái đời 99 luôn nè. Đó. Này cúp 100 đời 99 nha anh em, cúp 100 nội địa Nhật á. Siam Goshi 17 x 1.4.4 LBS luôn, là nó trùng mã. Đó. Cái niền sao nó bị cái lỗi nhẹ anh em ơi, cặp niền này anh em nào lấy em bán 1 triệu nha. Bán 1 triệu là coi như em chỉ bán cái niền trước thôi đó anh em. Nước xi anh em nhìn nè. Trời ơi nước xi nó đẹp thì thôi á. Còn mấy cái này nè, là mấy cái dấu ố xà bông á, rửa mình chùi bằng tay nó cũng ra nữa nè. À, lấy cái dẻ, lấy anh em lấy cái giải mịn đó, anh em vuốt cái là nó ra hết trơn nè.
đó, thấy không, nước xì thối tiền luôn á. À, mà nó lỗi cái niềng sau nó uổng thiệt, cái niềng sau nó bị lỗi nè anh em, cho anh em coi cái niềng sau lỗi đâu rồi, chưa tới niềng sau này, niềng trước là đẹp không lỗi nha. Ý đâu rồi ta, nè cái niềng sau nó lỗi nè anh em thấy không, cái niềng sau nè, nè niềng sau nè, niềng sau là 1.4 nè anh em thấy không, đây nè nó lỗi nè, ngay chân cái chân dòi nè, đâu rồi trời, nè cái lỗ chút ép nè, thấy không anh em, đó, cái lỗ chút ép nè anh em, tại mình zoom gần lại nha, nè thấy không, cái này á, anh em về anh em chấm chì bên trong là anh em xài đó, rồi đó nó lỗi có bao nhiêu đây nè bà mẹ, nó thiệt là bực cái mình đó chứ, cặp này mà không lỗi thiệt 3-4 triệu rồi, cặp niền này em bán 1 triệu bạc anh em ơi, bán nó thiệt chứ anh em, bán 1 triệu là bán cái niền trước không á, cái niền trước này đời 99 giờ anh em đi mua đâu ra ai bán anh em 1 triệu, LB nè quay 110 cũng được nữa, hay là Kim Thái cũng được đó. Còn lại là si bao đẹp căng cho anh em mình đó, nè nước si anh em nhìn miễn bàn, si cực kỳ VIP, bên trong là chưa có yếu, chưa có một chỉ chân anh em nè, bên trong nè chưa có yếu, chưa có một chỉ chân á đó, cam kết luôn, còn về coi bị lỗi cái niềng sau nhẹ ngay chân vòi đó, 1 triệu bạc à, rồi lẫm nhanh lẹ kiếm cơm. Tiếp theo nữa là cặp phuộc sau của cúp 100 nội địa Nhật, cặp phuộc này xài được cho rim lùng Thái, xài được cho rim Thái luôn, nhưng mà anh em vô xài cho rim Thái á, thì nó không có đúng ở chỗ này, anh em xài cho rim Thái vẫn ok luôn nha anh em, vẫn ok luôn, xài cho rim lùng Thái vẫn ok luôn, bao nhúng nhảy không xì sượng. Cặp này em bán anh em giá 1,5 triệu. Ừ. Hai người còn, một người còn, đồ Nhật sản xuất mà anh em biết rồi đó. Tuy zin theo xe không phục hồi nha, bao nhúng. Có một cái chân keo nó hơi nổ nhẹ ở phần trên này. Đó. Cặp này em bán giá 1,5 triệu nha. Em có cặp chân đó mà em sàn vô là em bán 2 triệu đó, nhưng mà em không sàn đó, em có cặp chân tồn luôn á, đó. Đó mà em không sàn đó, còn anh em nào muốn sàn cặp chân tồn vô thì em sàn cho thêm 500 ngàn vô là 2 triệu, em có cặp chân tồn đó mà em không sàn đó, cặp này 1,5 triệu bao nhúng không xì không sượng nha. Cúp. Anh em biết rồi, đồ Nhật sản xuất mà anh em hiểu rồi đó. Đó. Xe đậu mà. Đó, si bao đỉnh. Cặp này giá 1,5 triệu bao nhúng anh em. Còn cặp phục trước nó thì thôi thôi. Cặp phục trước chứ cặp đùm nó đẹp thối tiền. Đó. Cặp phục trước của cúp 100 nội địa Nhật xài chung với rim lùng Thái đời 99 nè. Anh em đợi em xíu nha. Ừ. Thằng này thì anh em xài với rim lùng Thái đời 99, sơn zin không qua dặm tốt, chưa phục hồi, chưa đụng chạm. Đúng đát 99 luôn. GN5L, đát 99 rõ ràng luôn nha. HM36, cặp ti là như sát thủ luôn nè. Cho anh em coi hai con ốc đầu phục trên nè, như tồn luôn. Bà ma ơi coi nè. Hai ốc đầu phục trên tưởng nó ốc tồn không chứ nè, như tồn, mình dám tuyên bố với anh em luôn, như tồn, chưa phục hồi chứ đụng chạm, như tồn luôn. Ừ. Cặp ti thì miễn bàn nha, nè cặp ti này nó xài chung với thằng rim lùng Thái, rim Thái mình là nó xài chung hết. Cặp phuộc này rất là cọp nha anh em. Nè. Cặp phuộc sau, cặp phuộc trước em bán 2,5 triệu nha. Bao đỉnh cho anh em mình lên xe nha. Như tồn luôn. Không xì, không sượng, nhúng thì miễn bàn nha anh em. Ừ, cho anh em coi luôn nè. Đúng đá 99 hai bên, HM36, HM35. Trình trùng mã 99, GN5R, GN5L. Sơn riêng không qua dặm tốt nha, cặp này 2,5 triệu nha. Anh em là có rim lùng cặp cặp hãy vô cái hết bài. Cuộc rim lùng Thái, rim Thái nó nhúng là bao đỉnh.
Còn cái này á, anh em tưởng nó bị cái gì nghe anh em, không phải nha, ba cái băng keo á. Nè, chuỗi cũng ra nữa. Sơn là bao anh em là sơn rin toàn tập nè. Băng keo quá anh em. Sơn rin toàn tập chưa phục hồi, chưa đụng chạm, bao nhúng 1,2,5 triệu. Quá cọp. Đỉnh luôn trời. Chưa từng thấy được. Nhúng thì thôi thôi, thôi anh em ơi. Không có gì để nói. Biết nhà sản xuất hồi xưa người ta làm kiểu sao mà nó vừa dịu nó vừa êm. 2,5 triệu nha anh em. Còn cặp đùm này em bán 2 triệu nè. Anh em chơi liên hệ em. Đùm này nó xài chung với rim lùng Thái. Hai bách thắng anh em nhìn là biết rồi. Vàng cháy đó mà. Đó, cặp đùm này thì 2 triệu. Cúp 100 nội địa Nhật xài chung rim lùng Thái luôn. 2 triệu. Anh em nào có tiền thì mua về lấy phôi sơn lại vô rim Thái. Đó, 99 đây, 9K đây. Bao đỉnh. Nói gì tăng bua thì anh em đừng nói tới anh em ơi. Bao tắt cho anh em tăng mua bao mật đạn, bao không lủng lưng, bao tắt thằng tật. Mực còn luôn nè. Không gì để tả nha, bao đẹp. Đạn rim theo xe luôn nha anh em, NTN cho băng nha. Miễn chê. Bao đỉnh. Hai triệu cặp đùm nè. Về việc lên xe là lụm thôi, bắt câm vô lụm. Đó. NTN giá băng toàn tập nha. Hiếm lắm nha anh em. Bao đẹp 2 triệu. Còn cái combo này mình bán giá rẻ cho anh em. Về anh em sơn lại vô quen pha, hoặc là anh em vô quay Thái 110 gấp cạc te gắt chân sau. Cái này anh em vô về anh em sơn lại, một là anh em vô rim lùng, hay là anh em vô super rim cũng ok luôn nha, super rim gấp vuông đó ha. Thì combo bao gồm 3 món gấp cạc te và cái cặp gác chân sau. Cặp gác chân sau này là cặp cao su zin theo xe luôn nha anh em, lõi sắt zin theo xe luôn nè, lõi sắt đặc. Lõi sắt này nó xài chung nhiều dòng lắm, rim lùng 99, quay 110 Thái, quay 100 Thái, rim lùng 98, tè le hết trơn á. Nè, đồ theo xe thì nhôm sắt anh em miễn bàn về độ cứng cáp đây nè, đát còn luôn. Đó, combo này em bán anh em giá 1 triệu bạc à. Nè, có 9 gì là 9N gì luôn nè, đó. Rồi, cặp ghép chân sau, bao không xệ nha. Cây gấp này anh em có thể sơn lại vô quay 110-99. Lỗ bự này nha, xài không chỉ nha anh em. Cái gấp này thì nói chung là nó kiểu như xe đậu lâu năm, có nó chạy chỉ rồi nó lên xét thôi. Nó nặng siêu khủng luôn á, nó siêu nặng luôn á. Đó, rất là dày. Đồ Nhật sản xuất mà anh em biết rồi đó. Đó, nó không có mục, nó bị xét bên ngoài nước sơn thôi. Đó, lỗ xài ống chỉ nha. Ồ, cái gấp này đóng đá 98 nè. Đó, cái gấp này mới ghê nè, sơn lại vô quay 110-99 hết bài nha. Gấp cà te ghế chân sau, một combo này em bán giá 1 triệu bạc à. Đó, cà te nè. Bao không một lũng nha. Đó, rồi. Video em kết thúc nha, em chào anh em nha. Máy quay 110 này cọp quá, mình bán giá 14 triệu, quá rẻ anh em ơi. Quá cọp.
anh em có chơi hú mình nha. Rồi vậy nha anh em nha.